Vâng. Kính chào các quý thầy cô đến từ các trường phổ thông trong toàn quốc đã quay trở lại cái lớp tập huấn cán bộ giáo viên về hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông buổi sáng ngày hôm nay. Chúc các thầy cô sức khỏe và có một ngày học tập tốt để hoàn thành khóa học này. Cũng nói thêm với các thầy cô một chút, tức là trong cái thời gian vừa qua thì mặc dù cũng rất cố gắng, tuy nhiên là các cái bộ tài liệu thì bộ cũng chưa xây dựng được nhiều. Thì ngày hôm qua cũng có gửi cho các thầy cô hai cái bộ tài liệu, tuy nhiên thì đều của khối đại học, mà khối phổ thông thì chúng ta cũng chưa có một cái bộ tài liệu nào để có thể phục vụ cho các thầy cô nghiên cứu tham khảo thêm. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ tìm các cái giải pháp và tìm các nguồn lực để xây dựng thêm các bộ tài liệu và tìm cách số hóa các bộ tài liệu đó để chúng ta có thể sử dụng một cách rộng rãi trong các nhà trường, đặc biệt là các bài tập mang tính chất thực hành. Giống như cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng rất cố gắng mang đến cho các thầy cô, hướng dẫn cho thầy cô một chút về cái mô hình kinh doanh gọi là Canvas. Thực ra để mà thực hành được cái mô hình này một cách thành thục mà để các thầy cô có thể tư vấn được cho học sinh thì rất là mong các thầy cô sẽ phải luyện tập rất là nhiều trên cái mô hình đó bằng rất nhiều những công ty đang vận hành, đang triển khai và rất nhiều những cái mô hình công ty doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì có thể trong một thời gian gần nhất các thầy cô sẽ trở thành những người tư vấn thực sự, gọi là những mentor cho các dự án khởi nghiệp của các bạn học sinh trong các trường phổ thông. Thì đấy là mong muốn của ban tổ chức. Và chúng tôi tin chắc là cái chương trình tập huấn về mô hình kinh doanh này không chỉ dừng lại ở cái buổi tập huấn này, mà có điều kiện thì chúng tôi sẽ tập huấn một cách chuyên sâu hơn đối với lại các tỉnh, các trường, để các thầy cô có thể trong một thời gian ngắn nhất lĩnh hội được tất cả những cái ý tưởng để xây dựng mô hình cũng như là hoàn thiện cách đánh giá các cái doanh nghiệp dựa trên cái mô hình đó. Và hôm nay thì trong buổi sáng là chúng ta sẽ hoàn thiện nốt cái chương trình tập huấn với lại báo cáo viên. Thì thay mặt ban tổ chức tôi xin được trân trọng và giới thiệu báo cáo viên với lại quý thầy cô ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Đinh Quang Toàn, giám đốc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học và quan hệ doanh nghiệp của trường đại học công nghệ giao thông vận tải Hà Nội. Xin mời tiến sĩ Đinh Quang Toàn có thể xuất hiện để các thầy cô. Vâng, chào thầy Toàn. Vâng, thì trong buổi sáng hôm nay thì Toàn sẽ có một buổi cùng với lại thầy Đỗ Mạnh Hùng sẽ làm việc với các quý thầy cô về những nội dung chương trình như trong kế hoạch chúng tôi đã nêu. Và cuộc tập huấn của chúng ta sẽ kết thúc ở trên lớp vào buổi sáng hôm nay, còn lại buổi chiều và ngày mai thì các thầy cô sẽ hoàn thành cái bài tập theo các cái nội dung mà báo cáo viên đã cho. Và chúng tôi hiện nay đã tạo nên một cái nhóm Zalo rồi, thì sẽ tài liệu và tất cả những nội dung bài tập và cái bài tập của các thầy cô làm sẽ gửi qua nhóm đó, thì anh em sẽ kiểm tra có thể góp ý cho các thầy cô. Đồng thời cái nhóm Zalo này cũng mang cái tính chất là duy trì hướng dẫn các thầy cô một cách lâu dài, và tất cả những cái thông báo, những cái nội dung gì liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đối với lại trường phổ thông thì chúng tôi sẽ bắn trên nhóm Zalo này, và nhóm sẽ được quản lý điều hành một cách rộng và xuyên suốt. Trong thời gian tới các thầy cô có ai mong muốn tham gia vào nhóm thì đều có thể giới thiệu để chúng ta mở rộng mạng lưới trong toàn quốc, và rất mong muốn sau này chúng ta sẽ tạo được một hệ thống mentor trên toàn quốc đối với các bạn học sinh phổ thông. Thì bây giờ tôi xin nhường lời lại cho thầy Toàn sẽ chủ trì cái buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn thầy. Vâng, thay mặt cho báo cáo viên, trân trọng cảm ơn ban tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo và đơn vị đồng hành phối hợp là Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova Edu qua cầu trực tuyến, thì cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến quý lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo và đặc biệt là chủ trì cho cái chương trình tập huấn vụ giáo dục chính trị công tác học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục Đào tạo và đồng phối hợp tổ chức là mà Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova Edu, và cùng toàn thể các sở ngành và cũng như các khối trường đại diện cho tất cả 63 tỉnh thành. Tôi cũng rất vinh dự được ban tổ chức mời tham gia là một trong những báo cáo viên
và cũng rất vui khi được sáng nay chia sẻ với mô hình khởi nghiệp. Trước tiên là trong cái phạm vi của hệ thống các trường đại học, học viện nói chung đối với các khối trường công lập cũng như dân lập. Và trên cơ sở đó thì quá trình được đồng hành xuyên suốt với Bộ Giáo dục Đào tạo, với công ty Nova Edu thì chúng tôi cũng đã đưa ra được nhiều những cái mô hình mà ngay như các trường đại học cũng cần điều chỉnh và có những cái phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là khối trường cấp 3 cũng như các sở địa phương, để làm sao đấy xây dựng thành một chuỗi liên kết và có tính hiệu quả nhất. Thì qua đây tôi xin phép được sẽ trực tiếp trình chiếu trên góc độ là chia sẻ và trao đổi, sau đó thì có cái quỹ thời gian để chúng ta sẽ xin phép chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái nội dung chia sẻ về cái mô hình. Thì cũng hy vọng rằng những cái chia sẻ này cũng là làm sao tạo ra một cái hệ sinh thái cho một cái chuỗi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuyên suốt từ các cơ sở cho các em học sinh và xuyên suốt cho sinh viên, và cũng như sau này ra cái hệ sinh thái để trở thành những cái doanh nhân thành đạt. Thì đấy cũng là cái mục tiêu của chương trình với góc độ chia sẻ với mô hình khởi nghiệp trong khối trường đại học và mở rộng ra đó là khối cơ sở giáo dục đào tạo. Thì sau đây tôi cũng xin phép nhờ ban tổ chức tôi sẽ chiếu những nội dung và trao đổi thảo luận, sau đó chúng ta sẽ có 10-15 phút để nghe một số các anh chị đưa ra những cái ý kiến, hoặc là các anh chị có những nội dung gì để các anh chị thống nhất với nhau, chúng ta rút lên cái nội dung chat. Tại vì với dung lượng là hơn 1.000 các thành viên truy cập đây thì rất khó để ban tổ chức có thể cập nhật hết. Nếu các anh chị không truy cập vào hệ thống chat thì sẽ có một bộ phận của ban tổ chức ghi chép tất cả những thông tin ý kiến của các anh chị, trên tinh thần để làm sao đó cho cái quá trình trao đổi thảo luận chia sẻ tập huấn được hiệu quả nhất và hỗ trợ tối ưu cho các địa phương. Và các anh chị chính là những người sau này là nòng cốt trong cái quá trình triển khai các hoạt động khởi nghiệp ở địa phương. Và sau đây thì tôi sẽ trình chiếu cái bài tập huấn sáng nay. Về chủ đề tập huấn mô hình về khởi nghiệp thì tôi cũng xin tự giới thiệu các anh chị, tôi là Đinh Quang Toàn, thì hiện cũng đang cũng rất nhiều vai trò, nhưng với cái góc độ hôm nay trên tinh thần chia sẻ với anh chị thì tôi với vai trò là giám đốc phụ trách cái trung tâm khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp, nghĩa là phải song song cái quá trình có cái sự phối hợp hỗ trợ của doanh nghiệp để đồng hành với các hoạt động cán bộ giảng viên sinh viên của nhà trường. Đó là những cái nguồn nhân lực về tri thức để phối hợp cùng với các doanh nghiệp ươm tạo và đưa ra những cái ý tưởng đổi mới. Thế thì liên kết với cả các địa phương thì đây cũng là một trong những mô hình thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn để cho chính các anh chị từ cán bộ cốt cán trong cái quá trình hoạt động vừa quản lý vừa tham gia các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, để phát huy được cái vai trò của các học sinh, của các giáo viên có tâm huyết và có những cái kỹ năng liên quan đến quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngay từ ghế nhà trường. Thì đây cũng là một trong những cái tinh thần xuyên suốt của đề án 1665. Thế thì về nội dung thì tôi cũng xin chia sẻ tập trung chú trọng vào đề án 1665 theo đúng những tiêu chí mà nội dung tập huấn. Thì ngoài ra thì tôi phụ trách khởi nghiệp thì tôi cũng phụ trách toàn bộ cái đào tạo bồi dưỡng và một số những cái công việc liên quan đến nghiên cứu chuyển giao. Do vậy tôi cũng giới thiệu thêm để sau này có cơ hội gặp gỡ các anh chị, chúng ta có thể chia sẻ thêm ở các lĩnh vực khác ngoài cái phạm vi khởi nghiệp. Thì toàn bộ những cái nội dung thì tôi tham chiếu lên trên, cũng trân trọng cảm ơn ban tổ chức cũng đã có lời mời và thực hiện cái nhiệm vụ nhà trường trực thuộc ở Bộ Giáo dục Đào tạo. Do vậy tôi cũng được xin phép chia sẻ những cái nội dung trong một khung giờ sáng ngày hôm nay với chủ đề liên quan đến mô hình nhà trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Thì tôi sẽ tập trung vào ba nội dung chính. Thứ nhất là mà cũng muốn hệ thống hóa về hệ sinh thái khởi nghiệp cho chúng ta. Hiện nay thì có những cái hệ sinh thái bao trùm như thế nào và cái cụ thể ra sao, và trên cơ sở đấy thì sẽ đưa ra cái mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Và
từ cái thực tế nó như vậy thì sẽ đề xuất đối với cả mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khối trung học phổ thông, nghĩa là khối của cấp 3, như tôi cũng nói ngắn gọn như thế, để làm sao đó tạo động lực cho các em học sinh hình thành những cái đam mê, ước muốn và cũng như đưa ra những ý tưởng để khả thi. Vì môi trường cấp 3 của các em thì cũng sẽ định hình, một là các em đi theo hướng hàn lâm nghiên cứu để vào các trường cao đẳng đại học, hai là các em sẽ đi sang những cơ sở giáo dục nghề nghiệp để các em có thể biến những cái ước mơ thành những cái hiện thực. Thì tôi cũng sẽ đề xuất mô hình về khởi nghiệp trong trực tiếp cho các khối trường với cái vai trò mà đã có kinh nghiệm trong các trường đại học. Thế thì như chúng ta đã thấy, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong nhiều năm trở lại đây, thì đã diễn ra rất nhiều các hoạt động và các lãnh đạo cấp cao của Trung ương cũng đã đồng hành cùng với tất cả hoạt động khởi nghiệp đối với cả hệ sinh thái từ học sinh sinh viên. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái đề án 844, và tên gọi đây nó chính là quyết định 844 của Thủ tướng Chính phủ. Và trên tinh thần đó thì năm 2017, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng được nhận một cái nhiệm vụ là đề án 1665, cũng do Thủ tướng ban hành và giao xuống cho Bộ. Tất cả những nội dung này thì tôi lướt rất nhanh là vì chúng ta cũng đã thấy rất rõ rồi. Thế thì đề án 844 ra đời vào ngày 18 tháng 5 2016 và với 11 các hoạt động nhiệm vụ, đây là hệ sinh thái bao trùm. Và trên tôi cũng sơ đồ hóa để cho các anh chị nắm được, đó là cộng đồng hệ sinh thái chủ yếu, đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cũng như các doanh nhân mà có những yếu tố để hình thành. Và theo luật doanh nghiệp cũng như luật khoa học công nghệ và rất nhiều những thông tư nghị định được bổ sung thì đang tạo động lực và rất khuyến khích cho các sở hữu trí tuệ liên quan đến quá trình chúng ta có thể triển khai trở thành những cái đề án ý tưởng và khả thi ngay khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng hành của các em học sinh, sinh viên cũng như các cán bộ giảng viên mà tham gia hỗ trợ cho hệ sinh thái. Với cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là đối với môi trường của chính chúng ta, đó là khối cơ sở giáo dục đào tạo. Thì sau đề án 844 thì Bộ Giáo dục Đào tạo có được chính phủ giao cho nhiệm vụ chủ trì, đó là quyết định 1665 ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2017. Thì với chúng ta có 5 hoạt động và nhiệm vụ chính, và tôi cũng sẽ trích dẫn 5 cái hoạt động nhiệm vụ đấy cụ thể để cho chúng ta hôm nay tập trung vào các nội dung chính. Đầu tiên đó là chúng ta đẩy mạnh cái thông tin tuyên truyền. Thứ hai là hỗ trợ cho vấn đề tập huấn đào tạo khởi nghiệp, và hôm nay cũng là một trong những cái chương trình nằm trong chuỗi đề án 1665, đó là chúng ta sẽ có chương trình tập huấn. Trên cơ sở đó thì các anh chị sẽ cần tạo ra một cái môi trường hỗ trợ cho tinh thần của các cháu học sinh tại cơ sở của mình thông qua nhiều hình thức tổ chức trực tiếp, gián tiếp, phối hợp hoặc là những cái loại hình mà sau thì tôi cũng sẽ chia sẻ ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ các đầu mối liên quan đến các cá nhân tổ chức để đồng hành cùng với các học sinh sinh viên. Và cuối cùng đó, chúng ta thấy là cái quản lý nhà nước đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái quá trình khởi nghiệp để làm sao tạo ra cái sân chơi cho nguồn lực là các giáo viên cũng như chính các anh chị để tham gia đề xuất cũng như những cái hoạt động mà chúng ta có thể thành lập các câu lạc bộ, các tổ nhóm của các em học sinh sinh của các em học sinh sinh viên, và trên cơ sở đấy đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước. Và hôm nay chương trình thì tôi cũng đã được xem trong cái toàn bộ cái khung thì cũng biết cái đợt tập huấn này gồm có các anh chị đang quản lý nhà nước thuộc phạm vi sở giáo dục đào tạo ở tất cả các tỉnh. Và song song đó thì có trực tiếp, đó là các anh chị ban giám hiệu ở các trường cấp 3. Thế do vậy đây cũng là hai thành phần mấu chốt trong quá trình để tạo lên những cái động lực và cũng như những cái hoạt động để cho các khối trường cũng như các tinh thần khởi nghiệp của các em học sinh. Nó chính đó là cái vấn đề về quản lý nhà nước để đề xuất những cái cơ chế chính sách phù hợp nhất cho những cái hoạt động
để phát huy được những cái thế mạnh của tinh thần khởi nghiệp cũng như các ý tưởng đổi mới sáng tạo từ các em học sinh cho đến các giáo viên và có tâm huyết, có kỹ năng chuyên môn. Thì trên cơ sở đó thì tôi cũng xin phép được đưa ra một cái mô hình so sánh giữa hai đề án, đó là đề án 814 liên quan đến hệ sinh thái của cộng đồng các khối doanh nghiệp cũng như các doanh nhân, và so với cả đề án 1665. Đây là hai cái chương trình cho hai đối tượng cũng tương đồng, khác nhau về mặt đối tượng nhưng tương đồng với nhau tất cả về các nội dung và cũng như các yếu tố. Tất cả thì trên sơ đồ thì tôi có chia sẻ ra rất rõ để cho các anh chị cũng có những cái so sánh. Thứ nhất là đối với 814 thì chúng ta đã thấy triển khai với mục tiêu đó là để thúc đẩy phát triển cho cái cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nhân, ngay như các em sinh viên khi các em chuẩn bị ra trường thì các em cũng có thể tham gia vào. Thế còn đối với khối của các trường chúng ta thì chúng ta sẽ phát triển, hình thành cho các em ấy dần những cái hệ tri thức để làm sao các em có những cái đam mê và có những cái ý tưởng hình thành ngay từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông. Và đối với 814 thì sẽ tạo ra nhiều startup công nghệ, tức là đã có cái yếu tố tham gia từ hỗ trợ doanh nghiệp rồi từ các doanh nhân, thì chúng ta đã có những điều kiện, điều kiện ở đây về mặt vật chất, về rất nhiều các yếu tố khác. Thì các nội dung về startup thì tập trung vào vấn đề về công nghệ. Còn đối với cái thế hệ học sinh, sinh viên thì sẽ hình thành ra những cái ý tưởng khởi nghiệp và để các em có những cái hướng nghiệp và lập nghiệp, lập thân lập nghiệp. Thì đây cũng là những cái nội dung mà 1665 chia sẻ để tạo cho các em có được cái định hướng trong cái quá trình học tập và lựa chọn con đường học mà khi tiếp tục nghiên cứu hoặc là học tập mang tính chất là vận dụng thực tế để triển khai. Và tiếp theo là cái mục liên quan đến để huy động kết nối được nguồn vốn thì 814 đây là một trong hệ sinh thái cũng đang đối với quốc gia chúng ta cũng đang phát triển rất mạnh, huy động không những trong và ngoài nước, đã có các cộng đồng để tham gia hỗ trợ cho các startup, các ý tưởng khởi nghiệp. Và còn đối với 1665 thì đây cũng là một trong những cái nội dung để đề xuất nâng cao cái nhận thức, thúc đẩy cho tinh thần khởi nghiệp. Thì đây cũng là nhiệm vụ chính mà anh chị em chúng ta cần phải truyền lửa đến các thế hệ học sinh, sinh viên trong cái môi trường công nghiệp hiện nay. Vậy cái kết quả cuối cùng của đề án 814 thì để tạo ra cái hệ sinh thái tăng trưởng, và hệ sinh thái này được đánh giá bằng cái giá trị về kinh tế, về công nghệ, thì đấy là cái kết quả. Còn kết quả đối với học sinh sinh viên thì đương nhiên chúng ta cũng mơ ước để đạt được như đề án 814, nhưng chúng ta cũng không nên kỳ vọng cao quá, mà chúng ta hãy cố gắng làm sao kết nối được các học thuật liên quan đến quá trình tạo được động lực cho sinh viên, các học sinh và sinh viên, rồi cũng như các giáo viên đam mê. Thì từ đó thì chúng ta sẽ hướng đến kết nối giữa 1665 và 814 để chúng ta có cái cơ hội được doanh nghiệp đồng hành cùng, được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư về công nghệ, về vốn, và chúng ta đương nhiên chúng ta chuyển đổi và sẽ thành những cái sản phẩm được thương mại hóa. Và tôi hôm nay thì cũng sẽ trích dẫn cho các anh chị một số các tỉnh thành cũng như các trường, các cháu học phổ thông trung học cũng đã có những sản phẩm mà đã được vinh danh, không phải thông qua riêng cuộc thi mà cả xã hội đã thừa nhận trong cái bối cảnh mà chúng ta đang bình thường hóa với hoạt động về dịch tễ COVID cũng như trong cái thời kỳ bối cảnh công nghệ 4.0 hiện nay. Thế thì đây là một cái bức tranh tôi cũng muốn đưa ra để các anh chị cũng rõ hơn trong cái quá trình liên quan giữa hai đề án và có cái sự phối kết hợp liên thông với nhau, có sự hỗ trợ tương đồng với nhau để phát huy tối ưu trong tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cũng như nguồn nhân lực, đó là các cán bộ, giảng viên tham gia trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên trong cái hoạt động khởi nghiệp. Trên tinh thần đó thì chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh một cái con đường đi, mặc dù có một cái đích, như chúng ta thấy đã khởi nghiệp thì có rất nhiều các công đoạn. Thế do vậy chúng ta cũng cần
phải nắm được những cái nội dung căn bản khi chúng ta hình thành ra tất cả những cái ý tưởng cũng như các hoạt động liên quan đến quá trình khởi nghiệp. Thì đây cũng là những cái tổng hợp chung, và tất cả các hệ sinh thái đều diễn ra theo đúng các công đoạn này, hoặc cũng có thể gộp một vài công đoạn vào. Trước tiên đó là chúng ta phải thấy có cơ chế chính sách, chúng ta mới triển khai được hệ sinh thái. Và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ thấy các chính sách thì phải gắn với cả pháp luật. Vậy chính sách ở đây đó là chúng ta cũng đã thấy liên quan đến việc để đảm bảo cho các chính sách thì còn phải có các luật đi theo, từ cái việc là thành lập ra các doanh nghiệp, thành lập các tổ chức đầu tư, rồi cũng như cơ chế về vốn, về thuế. Thì đây là những cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp rất quan tâm. Thế còn với góc độ hôm nay chia sẻ, chúng ta ở góc độ là xây dựng một cái mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đối với các trường, đặc biệt đối với các trường cấp 3 ở cơ sở với quản lý nhà nước của các sở giáo dục, thì chúng ta cũng cần phải có một cái cơ chế cho các trường liên quan đến con người, liên quan đến cái quá trình hoạt động của các cháu, ngoài cái nhiệm vụ học tập đó là xuyên suốt, thì cũng phải lồng ghép trải nghiệm với học tập, đó là cái trải nghiệm thực tế, để cho các cháu có được những cái học thuật mà như tôi vừa trình bày. Cái kết quả cuối cùng phải là tạo ra tinh thần và phải tạo ra được cái động lực cũng như các kỹ năng cho các cháu. Cái tiếp theo đó là về vốn tài chính. Như chúng tôi nói, trong khởi nghiệp chúng ta có những công đoạn nào thì chúng ta sẽ sử dụng, và cái văn hóa thì rất quan trọng. Mà chúng ta đã thấy sự kiện cách đây trên dưới một tháng đã có một cái diễn đàn văn hóa mà các lãnh đạo cao cấp của Trung ương cũng đã chia sẻ, thì chúng ta đã thấy văn hóa đã quyết định tất cả mọi cái lĩnh vực liên quan đến cái quá trình hoạt động sản xuất, kinh tế cũng như cái xã hội của chúng ta. Thì trong khởi nghiệp văn hóa cũng hình thành rất quan trọng. Tiếp theo đó là sự vào cuộc của các tổ chức, của các cá nhân, của các tập thể. Đấy, để chúng ta có những cái hỗ trợ kịp thời. Trên tinh thần tạo động lực là một chuyện, cái thứ hai cũng phải tạo ra những cái hoạt động, tạo ra những cái sự hỗ trợ cho kịp thời, thì những cái hoạt động khởi nghiệp đó chúng ta mới hình thành và có hiệu quả. Và đây chính là nhiệm vụ của chúng ta tùy từng cấp độ. Ví dụ với tôi đang chia sẻ các anh chị, thì tôi ở một trường hệ thống trường đại học, thì cũng quy tụ rất nhiều các sinh viên trên mọi vùng miền. Trường của tôi thì sẽ giới thiệu qua cho anh chị, cũng có 3 cơ sở. Do vậy ít nhất là toàn bộ khu phía Bắc thì các em sinh viên cũng có rất nhiều các văn hóa vùng miền, rồi cũng như các ý tưởng. Khi vào cùng một chuyên ngành thì các em ấy có thể lại nghiên cứu cái lĩnh vực khác. Thì những cái việc này đối với cơ sở giáo dục đào tạo các anh chị thì một phạm vi mang tính chất của địa phương. Thế do vậy cái vấn đề yếu tố văn hóa thì cũng đã tương đồng, và mọi cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp thì cũng do chính các anh chị để mà thực theo những cái chỉ đạo, rồi cũng như theo cái định hướng. Bây giờ có rất nhiều các văn bản và rất nhiều những cái chương trình ý nghĩa thiết thực của Bộ Giáo dục Đào tạo trước, để các anh chị có thể học tập kinh nghiệm và cũng như trải nghiệm qua nó để về áp dụng cho địa phương chúng ta. Thì đây cũng là một trong những cái buổi tập huấn để chia sẻ. Thì tùy theo cái cấp độ, góc độ để chúng ta có thể triển khai theo đúng những cái nội dung liên quan. Đây là toàn bộ sâu chuỗi của một cái hệ sinh thái. Thì chúng ta đang thấy từ cơ chế chính sách cho đến pháp luật, đến vốn, và cuối cùng chúng ta thấy dừng lại ở vấn đề về nhân lực. Và bây giờ nó không phải là hoạt động phong trào, mà quan trọng đó là để hiện thực hóa các ý tưởng, để làm sao mấu chốt cuối cùng là những ý tưởng đó biến thành những cái sản phẩm hiện hữu, và chúng ta sẽ có được thương mại hóa ra thị trường. Thì đây cũng là những cái kỳ vọng không riêng của địa phương, không riêng của thành tố nào cả, mà quan trọng nhất là tạo ra được cả vấn đề về hệ sinh thái, tạo ra được cả yếu tố về mặt tinh thần, và trong đấy có cả yếu tố về mặt kinh tế. Thế thì trong sâu chuỗi này, với góc độ của một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thì chúng ta có từng này các thành tố. Như trong quá trình đối với các khối trường, ngay trường đại học thì sẽ có một số thành tố khác.
không đầy đủ như thế này, cũng như suy ra đến các anh chị ở các khối trường cấp 3 cũng như các cơ sở giáo dục ở các địa phương, thì chúng ta cũng sẽ bỏ một số các cụm đoạn, chúng ta cũng không đi vào kỳ vọng để tất cùng triển khai một lúc, mà quan trọng nhất thì chính là các anh chị vận dụng những cơ chế chính sách mà bộ ban ngành cũng đang triển khai hỗ trợ cho các anh chị. Chúng ta vận dụng như thế và chúng ta tìm ra những cái con người, những nhân lực thì chúng ta mới thành công trong quá trình xây dựng mô hình của hệ sinh thái. Với góc độ chia sẻ thì đây là những cái phần tổng hợp để cho các anh chị cũng nắm rõ hơn trong quá trình muốn hình thành được thì chúng ta phải có cái sự phối hợp của ba bên. Ba bên đồng hành các anh chị là cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ ở địa phương như các anh chị đang theo dõi trên cầu truyền hình đây thì chính các anh chị ở trường cấp 3, các anh chị bám sát lấy các sở giáo dục đào tạo, và từ các sở thì các anh chị ở bạn quản lý nhà nước trên sở, các anh chị sẽ bám sát những cái văn bản, thông tư, nghị định, những cái hướng dẫn trước là trong ngành dọc là Bộ Giáo dục Đào tạo, tiếp theo đó là những cái văn bản liên quan của các bộ ban ngành khác để hỗ trợ cho cái quá trình vận dụng để triển khai cái quá trình khởi nghiệp, rồi những cái thông tư, nghị định, những cái quyết định và các văn bản thực thi hướng dẫn. Và với một trong những cái đơn vị mà để thực hiện trực tiếp hình thành ra các mô hình khởi nghiệp trong các trường gọi là trường trung học phổ thông thì chúng ta cũng rất cần quan tâm đến những cái hoạt động liên quan đến kết nối với cả các tổ chức, đối với các cá nhân mà có cùng một động lực, và cũng như chúng ta cũng cần phải duy trì chính là các cựu học sinh. Và đối với trong các trường đại học chúng tôi thì bọn tôi vẫn duy trì đó là các cựu sinh viên, đấy là những thành tố, nhân tố sau khi tốt nghiệp ra trường thì cũng tham gia, có những người thì công tác ở lĩnh vực quản lý nhà nước, có những người thì tham gia các doanh nhân. Thế do vậy chúng ta sẽ kết nối để chia sẻ trở lại thì cũng là một trong những cái tạo động lực cho chính các con các cháu để chúng ta nhìn vào các thế hệ học sinh sinh viên. Chưa nói là cái việc đóng góp hỗ trợ về ngân sách, về tài chính, nếu chúng ta đưa ra những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo nó ý nghĩa thiết thực, đóng góp cho chính quê hương, cho chính địa phương của chúng ta thì chắc chắn là những cái cựu học sinh đó cũng như các tổ chức doanh nhân trên địa bàn sẵn sàng. Đây là chính là cái tái tạo để chúng ta có thể hình thành ra một hệ sinh thái khởi nghiệp ngay từ cơ sở. Thì đây là những phần tổng quan tôi muốn chia sẻ để sau đây chúng ta bám sát những tổng quan đó, chúng ta sẽ đi vào thực tế các mô hình mà ngay như trong trường của chúng tôi là một trường công nghệ kỹ thuật thì chia sẻ như thế nào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Nói chung thì chúng ta đã thấy trong cơ sở đào tạo thì sẽ chia ra thành rất nhiều cấp. Ví dụ như chúng tôi là thuộc cái giáo dục đại học, như các anh chị chúng ta đang ở đây thì chúng ta có các cấp phổ thông. Thế thì hôm nay đối tượng thì tôi cũng đã nắm bắt chủ yếu là chúng ta phổ thông trung học, nghĩa là cũng đã tiệm cận dần đến quá trình các em chuyển đổi sang một môi trường tự lập cũng như môi trường mới liên quan đến quá trình là lập thân lập nghiệp. Học đại học thì cũng là trong một chuỗi cái quá trình liên quan đến khâu đào tạo nhận thức, thế nhưng quan trọng đó là các em đã phải chủ động dần và các em có rất nhiều các cơ hội khi lên các trường đại học bây giờ cũng như các khối trường cao đẳng nghề nghiệp, tức là đã được nhà nước quan tâm đầu tư rất nhiều, tất cả từ những mô hình đạo cụ cho đến các nội dung chia sẻ. Rất nhiều trường bây giờ phối hợp các doanh nghiệp để tham gia trực tiếp trong những chương trình giảng dạy và gửi các em học sinh cũng như cán bộ giảng viên đi học tập các mô hình, chứ không còn hàn lâm như trước đây nữa. Thế do vậy tôi cũng sẽ chia sẻ với góc độ của một trường kỹ thuật công nghệ với hoạt động khởi nghiệp, và cũng chỉ tiếp xúc trong một thời gian rất gần đây. Và ngay sau khi mà đề án 814 cũng như đề án 165 đi vào gần gũi với cả học sinh sinh viên với khối trường thì chúng tôi cũng là một trong những nhà trường tham gia các hoạt động
và cũng được Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như công ty Edu là đơn vị phối hợp cũng đã đồng hành phối hợp trong ít nhất 3 năm vừa qua. Thế thì để giải quyết được chìa khóa này thì chúng ta cũng phải thay đổi cái quan điểm, không còn những cái suy nghĩ hoặc không còn những cái câu cửa miệng như trước đây. Khởi nghiệp thì chúng ta phải hiểu rõ đó là vấn đề làm thuê hay khởi nghiệp. Thì đây cũng là một tác giả, và tác giả đây cũng chính là một trong những thầy sẽ chia sẻ với chúng ta lát sau, và thầy đại diện cho bên Luva Edu thì cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn là thầy là tác giả của cuốn này. Và bản thân chúng tôi thì cũng phải nghiên cứu để vận dụng trong quá trình các cơ sở giáo dục đại học mấy học viện để truyền đến các em sinh viên nắm được những cái ý tưởng khởi nghiệp. Nó không còn như trước đây chúng ta suy nghĩ mang tính chất là hoạt động phong trào, khởi nghiệp khác lập nghiệp như nào, nghĩa là khác làm thuê như nào. Thì trong cuốn sách cũng đã có đầy đủ các dữ liệu thông tin, nhưng tôi đang mượn trang bìa của cuốn sách để chia sẻ với các anh chị ở đây, để chúng ta sẽ có những cái môi trường, có những cái hoạt động, rồi khi chúng ta triển khai các hoạt động đó thì chúng ta trao đổi chia sẻ như nào để các em hình dung ra được khởi nghiệp nó phải đảm bảo có yếu tố về công nghệ, có yếu tố về hàm lượng, về chất xám, về IQ ở trong đây. Chứ chúng ta đương nhiên chúng ta có thể là khởi nghiệp trên những cái nền tảng, trên những cái hoạt động hoặc là những cái sản phẩm mà chúng ta tích hợp thêm các tính năng công nghệ hoặc có thêm cái yếu tố sáng tạo, thì đấy vẫn được xem xét đấy là yếu tố khởi nghiệp. Nhưng khởi nghiệp để làm sao chúng ta hướng đến thương mại hóa sản phẩm, nghĩa là thị trường chấp nhận được, thì những nội dung này tôi chỉ giới thiệu qua. Thế còn với góc độ hôm nay chia sẻ thì cũng chỉ muốn là chúng ta sẽ có một hệ sinh thái ngay từ địa phương, ngay từ cơ sở, hình thành thông qua các khối trường trung học, để tạo ra một sân chơi khoa học bổ ích gắn khởi nghiệp với quá trình học tập, để tạo ra hệ sinh thái và cũng như các hoạt động ở địa phương đóng góp cho chính ở địa phương, đóng góp cho chính tỉnh thành của chúng ta trong tất cả các lĩnh vực về khoa học, về kinh tế, về xã hội, khi chúng ta tích hợp được tính công nghệ và quá trình sáng tạo. Thế thì những góc độ của một trường công nghệ kỹ thuật thì tôi cũng xin phép, nhà trường thì cũng trải qua được 76 năm hình thành và phát triển, và trên cũng là tổng hợp những cái thành tựu của nhà trường đã đạt được. Thì nhà trường được Bác Hồ về thăm từ năm 1945 và đến nay thì đã trải qua 76 năm với 3 cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo cái trụ sở thì ở trên tỉnh Vĩnh Phúc. Và hiện tại thì nhà trường có 2 cơ sở là cơ sở đào tạo Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên và phân hiệu Hà Nội cũng ở trung tâm của thủ đô Hà Nội. Hiện nay thì với lưu lượng sinh viên của nhà trường thì gồm có 14 đến 15.000 sinh viên lưu lượng hàng năm, và hàng năm thì tuyển sinh của sinh viên chính quy thì sẽ vào khoảng độ 3.500 cho đến 4.000 theo đúng cái chỉ tiêu mà bộ cấp xuống, và theo các chuyên ngành theo thế mạnh thì nhà trường cũng là một trong những cái trường về công nghệ kỹ thuật. Thế do vậy trường chủ yếu tập trung cho cái quá trình vào cái ngành giao thông. Trong ngành giao thông thì có rất nhiều các lĩnh vực liên quan đến đường bộ, liên quan đến đường sắt, liên quan đến hàng không, liên quan đến đường hàng hải, đường biển, đường thủy. Đấy là một trong những cái loại hình giao thông vận tải xuyên suốt và gắn kèm theo mà bây giờ chúng ta thấy những cái câu truyền thống từ năm 2017 đến nay, đó là chúng ta thấy nghe những cụm từ về logistics, đó là một cái chuỗi liên quan đến cái quá trình kết nối. Thế thì ngoài ra thì nhà trường cũng đào tạo rất nhiều các lĩnh vực chuyên môn các thứ khác, đó là về ngành cơ khí, về ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, và đặc biệt trong khối ngành kinh tế thì nhà trường đã hội nhập và tham gia rất nhiều những cái chương trình hoạt động để đảm bảo cho quá trình
không riêng gì ngành giao thông vận tải mà đáp ứng cả nền kinh tế quốc dân. Thì đấy là những cái nội dung mà đưa ra cho các anh chị các số lượng liên quan. Với lưu lượng như vậy thì cái hoạt động khởi nghiệp của nhà trường như thế nào? Thế thì đầu tiên phải mô hình sẽ phải xuất phát từ cơ quan quản lý đầu tiên, đó là ban lãnh đạo trực tiếp của nhà trường, phải đồng thuận, đồng hành với cả những hoạt động mà đã có. Cái thứ hai là khi đã hình thành ra các câu lạc bộ hoặc là các nhóm khởi nghiệp thì đã có những cái chuyên trách để giao hỗ trợ, thì các đơn vị phòng ban trong trường phải có cái sự đồng thuận hỗ trợ. Thế thì áp dụng vào đây thì chúng ta đã thấy khi đề án 1665 được đưa vào thực hiện từ 30 tháng 10 2017 thì ngay trong tháng 9 2017 thì đón đầu những hoạt động liên quan đến quá trình khởi nghiệp, thì nhà trường cũng đã tổ chức những cái chương trình liên quan đến việc là học tập, giao lưu trong cái quá trình về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Và chính thức là ngày 5 tháng 9 thì có đề xuất và thành lập ra một nhóm nghiên cứu xây dựng triển khai các chương trình khởi nghiệp. Các thành viên gồm có rất nhiều các thành viên trong các bộ máy của nhà trường để đảm bảo quá trình khi triển khai khâu nào, từ khâu liên quan đến đào tạo, từ khâu liên quan đến thủ tục hành chính, từ khâu liên quan đến chuyên ngành thì đều có sự tham gia phối hợp. Vậy liên hệ đến đây thì tôi cũng liên hệ với thực tế, đó là đối với các cơ sở ở địa phương, ví dụ như một mô hình của một trường cấp 3 muốn mở ra được, triển khai được cái mô hình về khởi nghiệp thì chúng ta nên quy tụ của các bộ môn, các thành phần để làm sao đó tạo ra được cái chuyên môn nghiệp vụ cũng như một cái tinh thần tập thể để cho thấy cả một tập thể chúng ta sẽ nỗ lực thì sẽ ra được một cái hoạt động nó thiết thực liên quan giữa quá trình là chương trình đào tạo cộng với cả những cái hoạt động và những cái phối hợp phù hợp với các năng lực của các trường. Thì đây cũng là một cái mà tôi liên hệ được thực tế để các anh chị xem xét. Thì nhà trường cũng đã đưa ra tất cả các đầu mối là trên 30 đơn vị đầu mối, từ cấp khoa bộ môn cho đến cấp phòng ban đến các trung tâm hoạt động. Và trên cơ sở đó thì sẽ xây dựng một nhóm khởi nghiệp để chủ động tham gia xây dựng và đi học hỏi, học tập, tham gia từ các cuộc thi, các hội thảo. Cá nhân tôi đây, xuyên suốt từ năm 2017 đến 2019, tôi đã tham gia học tập rất nhiều các chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Và đặc biệt khi đề án 1665 triển khai thì những cái chương trình tập huấn không thể thiếu được để đưa các hoạt động thực tế vào cuộc sống, vào các trường. Thì bản thân tôi cũng tham gia học rất nhiều khóa. Và chính thức là ngày 6 tháng 12, 2018 thì nhóm khởi nghiệp chúng tôi sau khi đã tìm hiểu và tham gia các khóa tập huấn chương trình và các mô hình thì chúng tôi đã thành lập một đề án, thành lập một trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp quan hệ doanh nghiệp. Và hôm nay đang chia sẻ với anh chị đây với vai trò là trung tâm. Và tôi cũng xin phép trung tâm này làm đề án trình lên bộ chủ quản của trường chúng tôi là Bộ Giao thông Vận tải. Vậy chúng tôi đã triển khai thực hiện và tất cả những cái nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, sau đó báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và đồng hành về chuyên môn nghiệp vụ thì tôi có báo cáo trực tiếp với Bộ Giáo dục Đào tạo và từ Bộ Giao thông Vận tải và chuyển sang để phối hợp giữa các bộ ngành với nhau để tạo điều kiện cho nhà trường thành lập được trung tâm. Và trung tâm được thành lập với sự phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về đồng ý chủ trương cho thành lập trung tâm. Và để thành lập được trung tâm thì cũng phải tinh giảm một đầu mối đơn vị, đó là tinh giảm phòng công tác sinh sinh viên. Và đối với năm 2018 mà ngay sau khi nhà trường đề xuất thì đây cũng là một trong những mô hình rất mới. Trường chúng tôi thì đã có chủ tịch hội đồng trường và kiểm định trường từ năm 2017. Và khi đến bây giờ thì cũng rất nhiều, còn một số các trường đại học chưa có các trung tâm về chuyên trách. Tôi cũng xin chia sẻ
đây cũng là một trong những cái phải khẳng định, đó là cái sự quan tâm và sự quyết tâm của ban lãnh đạo nhà trường. Nhóm chúng tôi có đề xuất đi chăng nữa mà không có sự đồng thuận trong ban lãnh đạo thì rất khó. Từ ban lãnh đạo lại đưa lên bộ chủ quản chuyên môn, thế cũng không khác gì các anh chị đang ở một cái phạm vi đơn vị, đó là một trường phổ thông trung học. Các anh chị mà không quyết liệt, không đề xuất nó thiết thực và không xây dựng các yếu tố tổ nhóm rồi cũng như các hoạt động tập thể trước đây thì rất khó để các anh chị đề xuất lên sở giáo dục đào tạo để có thể chấp nhận các chủ trương. Tại vì chúng ta hoạt động bây giờ không còn như trước đây Hàn Lâm nữa, mà mọi cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp và bất kể những hoạt động nó phải phục vụ vào lợi ích thiết thực cho nhà trường, phải đem lại những cái giá trị liên quan về mặt học thuật, về mặt chương trình đào tạo và về mặt thực tế để cho chính những người tham gia đồng hành cũng như những cái đơn vị hỗ trợ từ các cựu học sinh, sinh viên cũng như các doanh nghiệp nhìn thấy được kết quả và gửi gắm con em mình khi tham gia một cái môi trường giáo dục từ cơ sở. Tôi đang nói ở phạm vi của các trường cấp 2, cấp 3 thì đây cũng là một trong những cái là mô hình của chính tôi đi lên theo cái lộ trình, không phải chúng tôi đã dễ dàng đề xuất ra và ban giám hiệu nhà trường cũng như bộ ban ngành đồng thuận. Thì đấy mà cái liên quan đến cái sự ủng hộ và chủ trương từ ban lãnh đạo, và đặc biệt đó là chúng tôi trong nội bộ cộng đồng của các đơn vị thì chúng tôi cũng đã phối hợp được với nhau để tham gia, chính các thành viên tham gia vào các nhóm khởi nghiệp để đề xuất. Thì để minh chứng điều này thì chúng tôi cũng có đưa ra một cái quyết định năm 2017 để cho các anh chị rõ. Thì đây cũng là cái xuyên suốt, các anh chị nhìn ở đây có rất nhiều các khoa chuyên môn, các phòng ban, kể cả phòng đào tạo và các khoa chuyên ngành. Và đây là những hoạt động thiết thực tại ba cơ sở đồng thời của chúng tôi trong cái giai đoạn từ 2017 đến 2019, khi trước khi mà thành lập ra một đơn vị chuyên trách, cũng như các anh chị trước khi các anh chị ra được những câu lạc bộ hoặc là những cái tổ nhóm ở các trường. Thì đây là những cái hoạt động để chúng tôi tham gia, đấy có sự tham gia của ban giám hiệu và của các đầu mối đơn vị phòng ban, của các thành đoàn, của trung ương, của Hà Nội, của các tỉnh và các sở ngành. Đây các anh chị tham khảo. Và đây là những cái sự kiện thiết thực mà trường chúng tôi cũng đã tham gia trong những cái thời điểm từ năm 2017 để đi đón đầu đề án 1665. Thì tôi cũng tham chiếu để các anh chị hình dung thêm. Từ việc là vận dụng thông qua những cái chương trình cho quá trình học tập, thúc đẩy động lực cho sinh viên, thì chúng tôi cũng đưa vào lồng ghép những cái chương trình thiết thực để cho chúng ta thấy được. Đây cũng là một trong những sự kiện của Trung Nguyên, Cà phê Trung Nguyên cũng vào chia sẻ thông qua một nội dung liên quan đến quá trình là mà khơi dậy những khát vọng về quá trình khởi nghiệp. Thì cũng thông qua những cái vấn đề về tủ sách thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động thiết thực để chia sẻ, để tạo động lực cho sinh viên khi các em bước chân vào nhà trường trong suốt cái quá trình thời gian diễn ra học tập. Và đây cũng là những cái hành trình chúng ta nhìn thấy. Đây là một trong những cái sự kiện tiếp theo mà nhà trường cũng đã chia sẻ tại các chương trình để tạo cái động lực cho thế hệ sinh viên khởi nghiệp và lập nghiệp. Thì đấy là một số mô hình. Ngoài ra thì nhà trường cũng trực tiếp tham gia các tổ chức các cuộc thi. Thì tôi cũng hy vọng mà lát tôi sẽ đề xuất mô hình trực tiếp cho các khối cơ sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là khối trung học phổ thông, cũng như với cơ quan quản lý nhà nước cấp sở để tổ chức những cái chương trình sự kiện nó phù hợp với năng lực, với địa phương, với nhà trường ở cấp quy mô vừa và nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ tiến dần lên cấp quy mô lớn để chúng ta có thể tham gia những cái cuộc thi, tham gia những cái hoạt động thiết thực hơn. Thì cuộc thi cũng không nằm ngoài trong các hoạt động khởi nghiệp. Đây nó chính là để tìm ra những cái đội nhóm có những cái ý tưởng, không riêng gì những cái sản phẩm, mà quan trọng từ cái kỹ năng liên quan đến thuyết trình, liên quan đến quá trình thành lập một cái phương án, một cái hồ sơ hoặc là triển khai thực hiện. Còn cái mong muốn cuối cùng thì chính là cái kết quả
để chúng ta có thể thương mại hóa, thì đấy là cái mong muốn của nhóm khi tham gia các cuộc thi. Vậy trên là cái sự chuẩn bị và một hành trang liên quan. Còn đây đó là cái vấn đề liên quan sau khi hình thành ra một đơn vị chuyên trách, tinh giảm một đầu mối liên quan đến quá trình là phòng công tác sinh sinh viên, để tách toàn bộ phòng đó ra thành hai bộ phận độc lập. Đó là một bộ phận thuộc hỗ trợ sinh viên về phòng đào tạo, bộ phận còn lại thì đưa sang thành lập một trung tâm chuyên trách. Đó là trung tâm mà tôi cũng đang phụ trách bây giờ. Thế thì ngày 1/3/2019 thì nhà trường ban giám hiệu đã thành lập ra trung tâm. Và đây cũng chính là mô hình để cho chúng ta nghiên cứu xem xét. Và sau khi ra đời trung tâm thì chúng tôi có cái thời gian tiếp tục độ trễ về thời gian để chúng tôi thực hiện gọi là kiện toàn, từ việc hoàn thiện tất cả những hồ sơ thủ tục với cơ quan chức năng. Sau khi mà chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các thủ tục với cơ quan chức năng thì hoạt động chính thức và kiện toàn của chúng tôi đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2019. Trong đây thì ngày 28 tháng 8 là chúng tôi đã kiện toàn xong xuôi, và ngày 3 sau cái dịp nghỉ lễ thì bắt đầu trung tâm đi vào hoạt động. Thế thì để đi vào hoạt động thì trung tâm bám sát, và đây cũng là mô hình và chúng tôi cũng đưa ra để cho các anh chị tham khảo ở với cấp độ là khối trường cấp 3, khối cơ sở giáo dục ở địa phương. Thì đầu tiên đó là chúng tôi sẽ căn cứ vào tất cả những cái pháp lý hồ sơ mà hiện tại cơ quan quản lý nhà nước đang ban hành, cũng như các quy định quy chế của nhà trường liên quan đến việc là lồng ghép giữa khởi nghiệp với nghiên cứu khoa học, với chương trình đào tạo nó phù hợp. Thì bọn tôi cũng đã nghiên cứu giao cho các tổ nhóm đầu mối, và không thể thiếu được là tiếp tục sự đồng thuận và sự tạo điều kiện từ ban giám hiệu cũng như các đơn vị trong và ngoài nhà trường đồng hành cùng. Và đặc biệt đó là sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này sẽ đến từ đó là các cựu sinh viên. Đầu tiên chúng tôi có huy động toàn bộ các cựu sinh viên tham gia hỗ trợ, vì trường công nghệ giao thông vận tải với 765 truyền thống trên toàn quốc. Thế do vậy hiện tại các câu lạc bộ hiện nay thì có trên toàn quốc, và chia ra các khu vực thì đều có một tổ nhóm rất lớn. Các anh chị cứ tính nhận 765 thì cái quá trình mà lượng học sinh sinh viên hàng năm ra trường 3-4 nghìn như vậy thì các anh chị tích lũy thì cũng thấy là rất khối lượng rất lớn và khổng lồ, gối đầu liên tục. Thì có sự phối kết hợp đồng hành của các doanh nghiệp, và cái quan trọng nhất đó là cái vấn đề nội tại liên quan, đó là yếu tố về con người. Yếu tố con người đây nó chính là ở nội tại trong đơn vị chúng ta phải có những người về đam mê, phải có mang tính chất tự nguyện. Đây là những hoạt động tự nguyện để đảm bảo cho cái quá trình tham gia các hoạt động về học tập, về nghiên cứu, về trải nghiệm, và để hướng đến cái kết quả thương mại hóa. Thì trường chúng tôi đi xuyên suốt theo 4 cái nội dung trên để hình thành mô hình. Và cũng rất may mắn cho đến nay thì cũng đã đạt được rất nhiều những cái thành quả từ mô hình đó. Và đây là sơ đồ của trung tâm khi thành lập ra. Khi thành lập ra thì trung tâm sẽ có một hội đồng tư vấn, bộ phận tham mưu, cái sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám hiệu, cắt cử trực tiếp một phó hiệu trưởng phụ trách để đồng hành cùng với trung tâm. Và chúng tôi có một tổ để hỗ trợ cho tất cả những cái thủ tục về hành chính, cũng như cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như tất cả các văn bản thông tư, nghị định, chính sách về khởi nghiệp, và những chính sách, những cái văn bản để hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp, để vận dụng, để làm sao đó khi triển khai không gặp bất kể một vướng mắc nào. Thì tiếp theo là xây dựng chuyên một cái bộ phận, đã là một đơn vị chuyên trách, chúng tôi lại tiếp tục một bộ phận chuyên trách khác, đó là một bộ phận khởi nghiệp riêng, một bộ phận kết nối các doanh nghiệp riêng. Và để làm sao đấy cho doanh nghiệp với cả các thành viên tham gia các câu lạc bộ, các tổ nhóm khởi nghiệp, đó là các cán bộ giảng viên làm công tác hoạt động về sinh viên, các cán bộ giảng viên trong công tác đoàn thanh niên, các cán bộ giảng viên trong công tác đào tạo,
quản lý phòng đào tạo, đó là quản lý học sinh sinh viên, phối hợp cùng với các doanh nghiệp để tham gia tổ chức các sự kiện, các chương trình thiết thực nhất theo đúng các chuyên môn lĩnh vực mà doanh nghiệp có. Thế thì trong đó thì chúng tôi sẽ có vấn đề là đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ. Và tí nữa thì cũng sẽ tham chiếu cho anh chị xem, trung tâm cũng có một cái giấy chứng nhận về khoa học, nó gần như là một cái giấy phép con để thương mại hóa những sản phẩm ngay sau khi nghiên cứu ra. Nếu mà theo lộ trình chúng ta mà các anh chị ở địa phương, cũng có rất nhiều các địa phương mà tôi đã nghiên cứu trước cái bài tập huấn này, thì cũng có rất nhiều các tổ nhóm các địa phương đã thành lập ra, và có một số thì các anh chị cũng đã hướng đến, đó là sở hữu trí tuệ. Thì đương nhiên chúng ta khi đăng ký qua cục thì cái thời gian nó phải mất độ trễ trên dưới 2 đến 3 năm, đấy là theo quy định chung. Thế do vậy thì trước được nắm bắt được cái tinh thần đó thì nhà trường cũng đã giao cho trung tâm để đề xuất với Bộ Khoa học Công nghệ và Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội để xin cái giấy chứng nhận khoa học công nghệ. Thì đây cũng là một trong những cái minh chứng và những cái hoạt động để thu hút được các doanh nghiệp đồng hành ngay được với sinh viên trong nhà trường, để kết quả nghiên cứu ra không những phục vụ ngược lại cho cái quá trình về đào tạo, về hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, mà có thể đưa ra thị trường để thị trường có thể tiếp nhận và thử nghiệm, triển khai. Thì đấy cũng là một trong những mô hình mà chúng tôi chia sẻ đến các anh chị. Về mô hình thì chúng tôi cũng xuyên suốt theo 4 cái nội dung như đã trao đổi. Thứ nhất là chúng tôi sẽ có các câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp, và các câu lạc bộ này sẽ được hình thành từ cán bộ giảng viên đang công tác trong cái lĩnh vực liên quan đến công tác sinh viên. Và trên tinh thần đó thì cũng huy động các em sinh viên mà có nhiệt huyết, có đam mê thì tự nguyện để tham gia và hợp tác với các đối tác trong và ngoài trường. Thì chúng tôi cũng có hợp tác rất nhiều các lĩnh vực, và ngay như quá trình hôm nay lên lớp chia sẻ với các anh chị ở đây, thì đương nhiên thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của bộ giao, thì chúng tôi cũng hợp tác với cả tập đoàn Lotte Edu để triển khai và tham gia cái quá trình tập huấn và tham gia nhiều các hoạt động khác. Và cũng rất nhiều trường muốn mơ ước để phối hợp cùng với cả bên Lotte Edu, là vì đơn vị cũng đang đồng hành với bộ giáo dục đào tạo trong nhiều chuỗi hoạt động, và các trường cũng rất cần những cái đơn vị kết nối tổ chức thiết thực đó để làm sao để tạo động lực cho học sinh sinh viên. Và về phần này thì tôi cũng chia sẻ thẳng các anh chị trên quan điểm, khi chúng tôi chia sẻ đây là đang tổng hợp sơ đồ hóa cho các anh chị, và tôi cũng nói rõ những cái vấn đề về quan điểm trên tinh thần là chúng ta chia sẻ. Mỗi một trường đại học như chúng tôi đây có 15 lưu lượng sinh viên, 15.000 đầu vào đầu ra hàng năm, cứ trên dưới đang nói là sinh viên chính quy, chưa nói tất cả những cái sinh viên cao học nghiên cứu sinh rồi đào tạo bồi dưỡng cho toàn ngành giao thông vận tải cũng như nền kinh tế thì bọn tôi rất nhiều, chúng tôi không tính những việc đó, đang tính vấn đề liên quan đến đúng theo các nội dung quy định, rồi cũng như nội dung tập huấn, và cũng như trong một cái cơ sở giáo dục đào tạo thì bọn tôi lấy con số cứng là 3.000 rưỡi sinh viên chính quy. Thế thì chắc chắn chúng tôi cũng không chịu cạnh tranh với ai cả, tại vì khi tổ chức các hoạt động khởi nghiệp cũng như các thầy cô triển khai cho các em học sinh ở các trường, tại vì khi sinh viên đã vào với chúng ta, đấy là chúng ta đã có cứng ở trong tay rồi. Thế do vậy cái việc phối hợp hợp tác đây chẳng qua là để làm sao xây dựng cái hệ sinh thái, tạo cái động lực, và chính cái quá trình hoạt động đó chúng ta, nhà trường mới thu hút được các doanh nghiệp, thu hút được các nhà đầu tư. Thế thì đấy là những cái hoạt động, và chính các em sinh viên ấy thì các em mới bắt đầu được trưởng thành hơn. Và khi các em ra trường, các em mới thấy được những cái ý nghĩa thiết thực của các hoạt động đó. Trong tất cả các khối trường, tôi nghĩ rằng kể cả các khối cơ sở giáo dục đào tạo ở phổ thông, trung học phổ thông cũng thế, thì chúng ta có rất nhiều các câu lạc bộ. Như trường tôi đây có hàng 20 cái hệ thống câu lạc bộ, từ câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, từ các câu lạc bộ sách, rất nhiều. Thế thì câu lạc bộ khởi nghiệp phải có những đặc thù như thế nào? Thì đấy cũng là hôm nay các anh chị cũng là một trong những cái người sẽ vừa là quản lý nhà nước, đó là các sở, và các anh chị trực tiếp ở cơ sở, thì tôi cũng sẵn sàng sẽ chia sẻ cho anh chị
kể cả vấn đề về các nội dung liên quan đến các điều lệ, rồi cũng như các quy định, rồi các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Tôi chia sẻ các anh chị chẳng qua là bây giờ chỉ có chuẩn hóa là với góc độ là một quy mô ở một địa phương, ở một trường thì các anh chị có thể chuẩn hóa. Tôi sẽ chia sẻ tất cả, kể cả những cái bài lên lớp ngày hôm nay thì tôi rất muốn là ban tổ chức chia sẻ các anh chị. Tại vì tham gia khởi nghiệp nghĩa là chúng ta có cái sự lan tỏa và mô hình. Vì tôi đang trợ dẫn chính với 3.000 đến 3.500 lưu lượng sinh viên, tôi chẳng phải chịu, nhà trường cũng không cạnh tranh với một ai cả. Không ai có thể vào lấy được sinh viên của nhà trường đi được. Tại vì trừ khi các em sinh viên ra trường sau 4 năm học thì đấy, các doanh nghiệp, các đơn vị có thể. Thế thì nghĩa là cái vấn đề mà đang trao đổi các anh chị đây thì cũng như khi mà các anh chị có một cái sân chơi cụ thể thì cái việc tuyển sinh cho các anh chị nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau đó thì các yếu tố liên quan khác, cái đầu tư thu hút, rồi cũng như các học sinh, rồi cũng như các trường bạn, rồi tất cả mọi cái cũng sẽ quan tâm. Thì chúng ta cần phải có một cái cộng đồng chia sẻ của hệ sinh thái, nó khác những cái môi trường kinh doanh cạnh tranh. Thì đây là cái tôi chia sẻ rộng hơn. Bây giờ chúng ta đang đưa vào cái mô hình mang tính chất về lý luận, nhưng tôi đang chia sẻ với các anh chị đây ở góc độ là chúng ta nói thẳng và nói rõ, phối hợp, hợp tác với nhau, không phải để làm sao chúng ta hợp tác là để chúng ta tìm cái tốt hơn và chúng ta học tập lẫn nhau. Thì đấy là cái tinh thần mà tôi cũng rất muốn có được động lực từ các anh chị ở cơ sở. Thì nhà trường cũng có một sân chơi và tạo ra được sân chơi đó để cho chính các doanh nghiệp tham gia đồng hành với sinh viên nhà trường. Thì sẽ có một cái thủ tục hồ sơ pháp lý, đó là cái giấy chứng nhận. Và với các đề án thì nhà trường cũng vinh dự được là một trong 3 trường đầu tiên được nhận cái gói hỗ trợ của ngân sách nhà nước và của đề án 4889 của thành phố Hà Nội đầu tư vườn ươm. Cái vườn ươm tạo đây, nó cái vườn ươm tạo đây nó chính là cái không gian khởi nghiệp chung. Nó không gian khởi nghiệp này nó chính là để làm sao cho doanh nghiệp, cho sinh viên, cho cán bộ giảng viên có một chỗ để phát huy được các ý tưởng, có một chỗ không gian để làm việc, để làm sao đấy phát huy được các ý tưởng. Nó không phải là một cái phòng hội thảo, nó không phải là một cái phòng học đơn thuần, mà khi bước chân vào cái không gian này thì phải đảm bảo làm sao nảy sinh được các ý tưởng. Thì tôi cũng nghĩ rằng đây là những cái mô hình đường đi mà từ đề án 84, đề án 1665 hoặc cũng như đề án của thành phố Hà Nội 4889 là muốn xây dựng một hệ sinh thái thủ đô. Để có được cái việc đó thì có đầu tư vào nhà trường. Đầu tư đây cũng xin phép các anh chị, đầu tư đây không phải đầu tư 100%, chỉ đầu tư vào vấn đề là cải tạo cái phần cứng của cơ sở vật chất. Thế còn nhà trường phải có vốn đối ứng, đó là phải bỏ ra bằng 50% đầu tư trang thiết bị, từ máy móc công nghệ, từ bàn ghế, từ thiết bị, từ ánh sáng, từ điều hòa, tất cả mọi cái khép kín. Tôi nói như thế này để cho anh chị biết, nếu nhà trường không có sự đồng thuận của ban lãnh đạo, không có sự ủng hộ của các đầu mối, cơ quan cấp trên, và cũng không có cái sự phối hợp đồng thuận giữa các đơn vị, thì không thể khi mà đầu tư cái ngân sách xây dựng một cái tòa nhà, bên trong tòa nhà không có cái gì thì không bao giờ thu hút được doanh nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp. Thế do vậy đây cũng là một trong những cái nội dung. Nhưng cái kinh phí hỗ trợ đấy nó là một trong những cái gì nhà trường rất tự hào. Trong bao nhiêu khối trường đại học thì sao không chọn những chiếc trường khác, mà trường chúng tôi lại được chọn mô hình đầu tiên của năm 2021 và chúng tôi vừa đưa vào nghiệm thu các thứ xong. Thì đây cũng do đặc thù liên quan đến quá trình là chúng ta chia sẻ trực tuyến. Cũng rất hy vọng một số các trường anh chị đang đóng trên địa bàn Hà Nội, nếu có điều kiện, hoặc Vĩnh Phúc hoặc Thái Nguyên có điều kiện qua thăm cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng sẽ qua thăm vườn ươm. Tất cả mọi cái nội dung vườn ươm khi đề xuất ra, khi xây dựng, chúng tôi phải bảo vệ thành đề án, không phải tự nhiên chúng tôi đưa ra được. Và trong đề án đấy nó sẽ có những cái lộ trình liên quan, và chúng tôi sẽ phải có những cái tài sản, cái cơ sở vật chất như nào sau khi đầu tư xong, và những cái hoạt động đó hoạt động như thế nào. Vậy tôi nói như thế này để làm sao liên hệ thực tế với cả các anh chị ở địa phương. Khi các anh chị đã hình thành ra một cái pháp nhân rồi, đã đồng ý có một tổ chức rồi, mà các anh chị không tạo
tạo ra một môi trường cơ sở vật chất thì chẳng giải quyết được cái gì. Đấy, thế nghĩa là bắt đầu cái này có cái tính đồng bộ ở mô hình ở đây. Chúng ta đồng thuận, chúng ta đồng ý và chúng ta sẽ hình thành. Đồng ý những con người tự nguyện từ các anh chị quản lý nhà nước, các anh chị cũng triển khai thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị của cơ quan cấp trên của Bộ Giáo dục Đào tạo ra. Thế nhưng mà bây giờ quan trọng là khi đồng ý có rồi, thành lập ra được tổ nhóm các thứ rồi, thì hoạt động ở đâu, hoạt động như thế nào, thì ít nhất phải có một ngôi nhà chung. Đấy, bên trung tâm tôi thì rất nhiều các phòng, phòng ban, nhà trường giao cho trung tâm, và cũng phải vận dụng, cũng nói rõ các anh chị, vận dụng theo tài sản công. Tôi đang chia sẻ với các anh chị đây là không phải chỉ có cái bức tranh màu hồng, cũng phải có những cái để các anh chị rõ thế vận dụng như thế nào để cho nó phù hợp. Đấy, nhà trường giao trung tâm, trung tâm có được phép tự cải tạo sửa chữa hay không, liên quan đến tài sản của nhà nước, liên quan đến tài sản của trường công lập, thì vận dụng như nào. Còn trung tâm mở ra thì 100% là hoạt động chính trị, nhiệm vụ của nhà trường, nhưng theo đón đầu mô hình tự chủ của luật giáo dục đại học thì trung tâm đến kiện toàn đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, trung tâm được phép hoạt động 30% dịch vụ. Vậy đã hoạt động dịch vụ, bắt đầu có liên quan đến luật doanh nghiệp. Chính vì thế thì trung tâm đã phải đi xin cái giấy chứng nhận để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi các doanh nghiệp bỏ công bỏ sức ra. Các doanh nghiệp bây giờ Covid đã rất khó khăn rồi, không thể hỗ trợ đồng hành mà mang tính chất làm phong trào hỗ trợ như Hàn Lâm trước đây được. Vì trường chúng tôi là trường công nghệ kỹ thuật, do vậy các sản phẩm nghiên cứu nó đều có mang tính chất cầm lắm sờ mó đem ra được, cũng như các trường cao đẳng nghề cũng có đầy đủ những các sản phẩm để có thể thị trường sử dụng được ngay. Thế thì tôi chia sẻ như thế để đây cũng cho các anh chị quản lý nhà nước và các anh chị trực tiếp sau này sẽ tham gia các hoạt động để phụ trách những cái chương trình khởi nghiệp, thì các anh chị phải hình dung được giữa con người, giữa sự đồng thuận, phải nhà trường phải bỏ ra đầu tư về mặt kinh phí. Vậy kinh phí này các anh chị có thể xin kinh phí hỗ trợ, hoặc các anh chị có thể kinh phí xin hỗ trợ từ đâu, ngân sách nhà nước, từ các cựu học sinh sinh viên, từ các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhưng nhà trường phải có một phần để đối ứng, để gắn trách nhiệm là khi đã đầu tư này, nhà trường bỏ cái kinh phí ra. Thì đấy là mô hình trường chúng tôi đang hoạt động và đang đầu tư như thế. Đấy, thì đấy là những cái chia sẻ liên quan đến mô hình. Thế thì quay trở lại mô hình thì chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu, khi thành lập theo mô hình câu lạc bộ thì chúng tôi phải có một số những cái con số cứng như sau. Thứ nhất là phải có cán bộ giảng viên về chuyên môn. Cán bộ giảng viên này phải có hai vai. Một, giảng viên phải liên quan đến vấn đề đang hỗ trợ cho công tác học sinh sinh viên để nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng. Tiếp theo phải có một giảng viên thuộc các khối bộ môn chuyên ngành để hỗ trợ cho các em về chuyên môn nghiệp vụ khi các em đưa ra các ý tưởng hoặc gợi ý cho các em những cái ý tưởng nghiên cứu, để các em vừa làm sao đấy trong quá trình chuyên ngành các em học tập, các em được nghiên cứu sâu hơn, các em được giao lưu học hỏi hơn với các trường bạn, với các thông qua các cuộc thi, thông qua các sự kiện hội thảo, thông qua những cái buổi tập huấn. Và đặc biệt không thể thiếu được, đây là sân chơi của sinh viên cũng như các anh chị là học sinh, thì phải cơ cấu chính đó là phải các học sinh sinh viên, và chúng ta phục vụ ở đây là phục vụ cho hệ sinh thái và lấy các em sinh viên và các giáo viên công tác ở trong lĩnh vực công tác sinh viên làm lòng cốt. Thì đấy là cái mô hình mà câu lạc bộ nhà trường đã hình thành, và khi hình thành ra thì đã phát triển đến nay. Các anh chị cứ nhớ là bắt đầu từ mùng 3 tháng 9 2019 mới đưa vào hoạt động. Đây là minh chứng. Đây là minh chứng câu lạc bộ đã có từ ngay năm 2019, nhưng đây là nội dung kiện toàn. Như tôi cũng vừa trao đổi, ngày 30 tháng 10 2021 thì ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là chủ tịch hội đồng trường, và theo luật giáo dục đại học mới thì hiện tại luật giáo dục đại học bổ sung thì có kiện toàn cho trung tâm, và được phép từ đây thì trung tâm hoạt động là 30% là dịch vụ, để làm sao thu hút được và đối ứng được với các doanh nghiệp. Thì đấy là những cái nội dung. Đây là một câu lạc bộ ở tại phân hiệu Hà Nội của trường.
đây là kiện toàn câu lạc bộ tiếp theo là ở cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, thì chúng ta thấy trên là các cán bộ giảng viên chuyên trách và các chuyên môn, ở dưới là các em sinh viên. Các sinh viên thì nó sẽ thay đổi nhau liên tục, các em có thể vào ra và cứ sau 4 năm hoặc năm thứ nhất, năm thứ hai, bọn tôi cũng lấy theo cơ cấu từ năm thứ nhất đến năm thứ tư để làm sao đó các em có cái vấn đề liên quan đến tính kế thừa và liên tục. Và chính các em sinh viên sau này đã ra trường thì trở lại thành các cựu sinh viên, và các ý tưởng sản phẩm thì cũng đã có, ít nhất trong năm nay chúng tôi cũng có một số những ý tưởng sản phẩm đang khai thác ở trên thị trường, thì đã tôi sẽ giới thiệu các anh chị có thể tham khảo, cũng có thể các anh chị đã gặp được rồi trên cái quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường. Đấy, đây là mà các quyết định để kiện toàn câu lạc bộ ở cơ sở đào tạo Thái Nguyên. Các giảng viên cùng với các em sinh viên chủ chốt. Thế thì với cái quá trình tham gia mô hình hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp thì nhà trường cũng rất cảm ơn được cái sự tham gia đồng hành từ đề án 844 đã quan tâm, và đặc biệt là với nhiệm vụ chính trị mà Bộ Giáo dục Đào tạo giao xuống nhà trường, thì nhà trường cũng là một trong những nhân tố thực hiện đúng các quy định và các hoạt động của đề án 1665. Và bản thân ngày hôm nay khi chia sẻ các anh chị đây với góc độ nhiệm vụ đây, thì nhà trường cũng đang thực hiện nhiệm vụ bộ giao. Tiếp theo đó là nhà trường như vừa trao đổi thì cũng được may mắn là một trong những trường đầu tiên trên địa bàn thành phố được tham gia vào đề án 1859 và với các hệ sinh thái khởi nghiệp của thủ đô. Và trên cơ sở đó thì mấu chốt của nhà trường phục vụ cho gì? Lĩnh vực thế mạnh đầu tiên của nhà trường đó là lĩnh vực về giao thông vận tải. Đây là một trong lĩnh vực xuyên suốt rất rộng và ứng dụng với công nghệ, đó là từ chìa khóa của tên trường, đó là trường công nghệ. Tiếp theo đó là cái vấn đề về tư vấn hỗ trợ kịp thời từ các doanh nghiệp và từ các đơn vị đối tác để tham gia đồng hành cùng. Thì đấy là những cái mô hình mà chính, và liên hệ đến phần này thì tôi cũng liên hệ ngay với anh chị ở địa phương. Vậy chúng ta ở địa phương thì các anh chị nhiệm vụ chính cũng như trường đại học, đó là nhiệm vụ chính của cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên, đó là đào tạo, giảng dạy và học tập liên quan đến quá trình nghiên cứu khoa học, liên quan đến quá trình chuyển giao công nghệ. Và chúng ta đã thấy vấn đề với các anh chị thì chúng ta sẽ quan tâm đến 1665. Vậy 1665 mà ở địa phương các anh chị cần quan tâm như nào và các doanh nghiệp cần quan tâm như nào, thì chúng ta đã có một cái bức tranh có cái mối quan hệ giữa 814 và 165 rồi. Để làm sao phải ra được một cái tinh thần khởi nghiệp và cái kết quả cuối cùng là chúng ta phải ra được một hệ sinh thái và một cái động lực cho chính thầy cô và các em học sinh có đam mê ngay từ môi trường của chúng ta. Khi tham gia thì chúng ta sẽ được rất nhiều những cái hoạt động bổ ích, đó là chúng ta có cái vấn đề đi tập huấn, đi thực tế. Do tình hình Covid, do vậy chúng ta cũng không được thực tế mang tính chất là theo cái truyền thống để đi học tập mô hình lẫn nhau. Nhưng bây giờ với công nghệ không, với nền tảng số thì chúng ta vẫn có thể tương tác, chia sẻ và chúng ta vẫn đạt được những hiệu quả theo mong muốn các mô hình. Tại vì có những cái không gian kể cả sáng tạo, rồi chúng ta thấy có những cái mô hình công nghệ 3D, 4D bây giờ trình bày và phương án nó không khác gì một không gian thực cả. Thì vấn đề mấu chốt là chúng ta hoạt động ở đâu, và khởi nghiệp bây giờ không còn hoạt động phong trào như Hàn Lâm trước đây nữa. Tôi cũng xin phép cũng nói rõ quan điểm như vậy, là vì chúng ta phải có những hoạt động thiết thực thực tế. Ít nhất khi các em, các con tham gia các hoạt động khởi nghiệp, các con cũng được học các kỹ năng tối thiểu liên quan đến quá trình làm chủ được bản thân, thuyết trình được và tham gia cái phương pháp làm việc nhóm. Đấy là những cái kỹ năng tối thiểu mà không riêng gì trong các trường học, mà kể cả trong các công sở thì chúng ta cũng đều phải có. Đó là tinh thần tập thể, cái kỹ năng phối hợp và có cái sự lan tỏa. Thì đối với địa phương thì chúng ta liên hệ như vậy. Và để có một minh chứng thì tôi cũng xin phép, đây là một trong những minh chứng liên quan đến quá trình của nhà trường. Ngay trong năm 2020, khi thời điểm tháng 11 thì bắt đầu dịch ổn định,
dịch COVID-19 thì bắt đầu ổn định, thì nhà trường cũng là một trong những thành viên tham gia ký trực tiếp với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thủ đô. Và lúc đó thì trực tiếp là bí thư là bác Huệ lúc đó đã về, thì hiện tại đang tham gia một cái hệ sinh thái của thủ đô. Thì nhà trường có ký một cái thỏa thuận hợp tác và cũng rất vinh dự, đến nay thì nhà trường cũng đã nộp cá nhân tôi, nộp đơn cá nhân cũng như nộp đơn của một tổ chức để tham gia hệ sinh thái và hiệp hội của khởi nghiệp thủ đô đã được hình thành trong tháng 10 năm 2021 vừa rồi và cũng đang chờ để được công bố. Và đề án 4859 thì cũng đã được triển khai thực hiện từ năm 2019 xuyên suốt đến nay, và nhà trường thì cũng đang thực hiện rất tốt cùng với 1665 để triển khai. Và đây là những cái nội dung thiết thực và nhà trường cũng đã có cơ hội để mời được ba bên đã tổ chức tại nhà trường, cùng có Bộ Giáo dục chủ trì hôm đó, gồm có 844, gồm có 4859 để trao đổi, để làm sao đấy sau này các anh ở địa phương thông qua Bộ Giáo dục đào tạo kết nối cho các anh chị rất nhiều những hoạt động để có thể phát huy được cái thế mạnh của các cháu, phát huy thế mạnh của các trường. Chúng ta sẽ hướng đến các khối trường giáo dục nghề nghiệp, hoặc chúng ta sẽ hướng đến các khối trường giáo dục phổ thông, thì những hoạt động đi theo nó phải gắn bó thiết thực. Thế thì đây cũng là một trong những mô hình khởi nghiệp mà xuyên suốt để chúng ta có thể tham khảo. Đó là chúng ta cũng nhìn thấy những cái điều kiện làm việc, những cái vấn đề phải có vấn đề đào tạo thường xuyên trong cái vấn đề về công tác nguồn nhân lực. Và trên tinh thần đó thì chúng ta cũng có cái truyền thông xúc tiến thương mại để làm sao đảm bảo. Và đặc biệt cái đội ngũ tư vấn chuyên gia, và chúng ta đã thấy cái vấn đề yếu tố về tài chính thì đương nhiên nó phải song hành. Và đây là các mô hình khởi nghiệp mà đang thu hút được rất nhiều cộng đồng. Nói chung không riêng gì trong khối học sinh, sinh viên. Thế thì đấy cũng là một trong những nội dung. Và đây là những minh chứng nhà trường năm 2019 sau khi để đón đầu cái đề án 1665 thì và triển khai, thì nhà trường cũng đã đồng hành cùng với các những chương trình tổ chức các hội thảo về các chương trình khởi nghiệp. Đây có sự tham gia của 84 của khởi nghiệp, và tôi cũng xin tham chiếu rất nhanh minh chứng ở trên là Vĩnh Phúc, đây là cơ sở Thái Nguyên từ năm 2019, và đây chúng ta là cũng do bối cảnh chung 2 năm trở lại đây do dịch Covid, thì không những riêng gì ngành giáo dục của chúng ta và tất cả các ngành, thì chúng ta đã thấy chúng ta đã phải đi theo một cái nền tảng mới công nghệ số, và tất cả mọi cái hoạt động diễn ra là trực tuyến và rất hạn hữu để chúng ta tổ chức những chương trình trực tiếp được. Thế thì nhà trường cũng tham gia các cuộc thi thông qua các chương trình, và các cuộc thi này trực tiếp của Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho chỗ tập đoàn Novaedu là người triển khai tổ chức. Và để triển khai được các cuộc thi thì nhà trường cũng được Novaedu triển khai rất nhiều các hoạt động thiết thực liên quan, tham gia các diễn đàn, liên quan các buổi tập huấn, và đặc biệt đó là trao những cái động lực tinh thần cho các em sinh viên để hình thành các ý tưởng đem mang ra cuộc thi và được hội đồng đánh giá rất cao và mang tính chất là thiết thực thực tế, không riêng của trường chúng tôi và các trường, những cái top trường mà có những cái sản phẩm vào chung kết. Thế thì đầu tiên là chúng tôi đang tổ chức ở cấp trường vừa xong là ban giám hiệu. Đấy, đây là cái buổi sau khi có sản phẩm thì chúng tôi sẽ mang đi để dự thi cấp Bộ Giáo dục, do trực tiếp đơn vị đồng hành phối hợp Novaedu tổ chức. Và trường nào cũng muốn cái ngày vinh danh ở cái mục cuối cùng khi Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức triển khai cái khởi nghiệp quốc gia. Đây là một trong những sự kiện mà năm ngoái nhà trường cũng đã tự hào có sản phẩm được lọt vào vòng chung kết top 50 trên hơn 600 sản phẩm của tất cả các tỉnh thành địa phương của các khối cơ sở giáo dục đào tạo. Đây là minh chứng gian hàng của nhà trường khi được trưng bày ở tại chung kết thì có được Đảng, Nhà nước quan tâm, và có đại diện lãnh đạo của Bộ Giáo dục, đại diện của lãnh đạo cấp cao trung ương. Ở trên thì chúng ta thấy có bác Hiển Quốc hội, có thầy Độ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và các sở ngành. Đấy thì cũng quan tâm đến cái hoạt động khởi nghiệp. Và đây là giấy chứng nhận của sản phẩm, một cái sản phẩm rất thô sơ nhưng đã
ứng dụng cái tính năng công nghệ và được hội đồng đánh giá và được ghi nhận. Và kế thừa thì năm 2021 thì nhà trường cũng tham gia các hoạt động từ cấp trường, sau đó tiếp tục đang triển khai cấp quốc gia. Thì cấp quốc gia hiện tại thì do Bộ Giáo dục và Tạo ban hành quyết định mới thì có lùi thời gian đến tháng 3, thì hy vọng sản phẩm của nhà trường cũng đang tham gia đầy đủ và hy vọng vào sâu vòng trong. Và đây là một sản phẩm của nhà trường cũng mới được tham gia cái chương trình TechFest và cũng đã được vinh danh trong ngay tuần này, đầu tuần vừa qua, thì cũng có một sản phẩm để được tham gia khởi nghiệp. Thế thì với các tinh thần chia sẻ về các mô hình thì tôi cũng lướt qua, đây là những cái hoạt động liên quan đến nhà trường phối hợp các doanh nghiệp mà các cơ sở, các anh chị cũng phải tận dụng liên quan đến cựu sinh viên và các doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện liên quan đến cái quá trình ngày hội, việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn về tuyển sinh cho các em học sinh, đấy là khối cơ sở. Thế còn với chúng tôi thì chủ yếu là các doanh nghiệp để kết nối cho cái quá trình các em lập thân lập nghiệp sau này. Đây là các hình ảnh, thời gian thì chúng ta không có nhiều, và tôi chia sẻ cái mô hình vườn ươm của nhà trường hiện nay thì để làm sao đấy không phải chỉ là cái hoạt động về nghiên cứu khoa học cũng như ý tưởng đổi mới sáng tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường, mà đây là mô hình để thu hút các doanh nghiệp đồng hành cùng. Thì tôi cũng hy vọng nếu mà được cái sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước cấp sở mà lựa chọn một vài trường điểm ở địa phương để xây dựng thu hút ngay doanh nghiệp, tại vì ở địa phương chúng ta đang tận dụng có sẵn các nguồn nguyên liệu trực tiếp rất nhiều. Ví dụ như ngành nông nghiệp chúng ta thì biết nó có sẵn các thứ rồi, còn các ngành công nghiệp thì chúng ta tận dụng các cụm khu công nghiệp, các nhà máy, thiết bị thì chúng ta có thể đồng hành. Vì thời gian không có nên đây tôi cũng chỉ đưa ra với mô hình mang tính chất gợi mở, thì vườn ươm phải phát huy được. Và đây là sơ đồ của vườn ươm đầu tiên nhà trường đưa vào hoạt động ở tại phân hiệu Hà Nội mà được ngân sách của nhà nước, của thành phố đầu tư. Thì toàn bộ cái vỏ áo là tiền ngân sách, toàn bộ cái bên trong đó là những cái trang thiết bị tài sản thuộc phạm vi đầu tư của nhà trường. Còn đây là những cái cơ sở hiện đang có của trung tâm. Tôi cũng chưa kịp để chụp cái vườn ươm đấy đưa lên trên đây, thì để cho các chị, vườn ươm được nhà trường đưa vào đặt tại trung tâm thư viện để phối kết hợp giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia một tổ hợp trên gần 2.000 mét vuông ở trên cho một cái sàn, thì để làm sao đó tiện cho các sinh viên, các giáo viên trong quá trình nghiên cứu, học tập thì có thể sử dụng cái không gian vườn ươm để làm sao đấy cùng với doanh nghiệp đưa ra các ý tưởng và hiện thực hóa. Còn đây là những cái phòng làm việc của trung tâm, và trung tâm cũng có những cái phòng chuyên trách riêng liên quan đến hội thảo, liên quan đến quá trình tập huấn, có những cái phòng riêng biệt, và trực tiếp Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như bên Nova Edu đã phối hợp sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường và của trung tâm. Thế thì đấy là cái không gian riêng dành cho trung tâm. Thì tôi cũng hy vọng ở địa phương các anh chị cũng phải có một không gian riêng dành cho các câu lạc bộ hoặc cho tổ nhóm khởi nghiệp. Và đây là tham gia các chương trình đào tạo tập huấn chúng tôi đã triển khai từ năm 2019 và trực tiếp cho các sinh viên tham gia rất nhiều các sự kiện và thực hiện theo cái nhiệm vụ chính trị của Bộ Giáo dục và Tạo giao. Thì hàng năm đầu khóa tất cả các trường đều thực hiện cái tuần sinh hoạt công dân. Và trong tuần sinh hoạt công dân thì nhà trường cũng đưa vào cái nội dung về khởi nghiệp, hướng nghiệp cho các em sinh viên để tạo cho các em cái động lực tinh thần, định hướng cho các em trong cái quá trình học tập, có cái sự phối hợp đồng hành với các doanh nghiệp, không phải hàn lâm mang tính chất là mà chỉ phạm vi trong nhà trường về nội dung đào tạo đơn thuần nữa, mà đã có những yếu tố tích hợp đổi mới sáng tạo ở trong, đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Thì đây là những cái hoạt động mà ngay đầu năm học mà chúng tôi đã triển khai. Trên cơ sở đó thì nhà trường cũng tham gia rất nhiều những cái chương trình chia sẻ tập huấn với các tổ chức. Đây là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cái hội nghị được triển khai của đề án 814 thì cũng có các lãnh đạo địa phương là phó chủ tịch tỉnh, rồi cũng như của khởi nghiệp quốc gia, rồi các đơn vị ở trên thì có tham gia đồng hành. Và đây là minh chứng nhà trường cũng đã giao cho trung tâm
để có được cái thủ tục pháp lý liên quan đến giấy chứng nhận. Đây là cái sân chơi và cũng là để cho các doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng. Thì trong các lĩnh vực hoạt động ở đây thì có rất nhiều mảng liên quan đến khoa học công nghệ, liên quan đến chuyển giao nghiên cứu, liên quan đến sản xuất thử nghiệm. Và như tôi đã nói là tháng 10 thì bọn tôi cũng đã chính thức đưa vào để phối hợp với doanh nghiệp. Và trên cái giấy đăng ký thì chúng ta đã thấy ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì khoa học công nghệ cũng đã ban hành cho nhà trường để căn cứ thông qua trung tâm triển khai phối hợp trực tiếp được các doanh nghiệp trong vấn đề tính chủ động. Để phát huy tiếp tục các thông tư 26 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì đấy là những cái nội dung mô hình mà chúng tôi cũng ra đời kịp thời theo những định hướng mà của các cơ quan chủ quản và đặc biệt Bộ Giáo dục Đào tạo đã đồng hành và đưa ra những cái nội dung thiết thực cho chính hoạt động khởi nghiệp của các trường, trong đó thì có trường chúng tôi bám sát để thực hiện. Đây là cái thông tư rất giá trị liên quan đến cái công nhận để làm sao đó những cái khối lượng ở địa phương, các anh chị cũng vậy, khối lượng nghiên cứu của các em học sinh cũng như các giáo viên tham gia đồng hành phải được quy đổi thành những cái khối lượng liên quan đến nghiên cứu khoa học, liên quan đến giảng dạy. Thì trường chúng tôi đã được thực hiện cái này ngay khi thành lập ra trung tâm để huy động được cái nguồn lực chất xám. Và đặc biệt chúng tôi có riêng một cái cổng công nghệ thông tin liên quan đến tuyển dụng việc làm. Cái cổng thông tin này nó chính là cái kết nối cho sinh viên trực tiếp với các doanh nghiệp. Nhà trường chỉ đưa các dữ liệu, các thứ lên cổng thông tin này. Các anh chị có thể vào truy cập để hình dung được đây gần như là một cái sàn giao dịch giữa về công nghệ, đào tạo, về công việc, về việc làm cho sinh viên, để cho sinh viên và doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp với nhau. Và đặc biệt ở đây là một hiệu quả rất lớn, đó là các doanh nghiệp khi đưa thông tin lên đây, bọn tôi đã kiểm soát toàn bộ liên quan đến quy mô, liên quan đến ngành nghề, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với các lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Thì đây là xu thế chung của tất cả các trường đại học đều phải hướng đến. Nghĩa là các em sinh viên ra trường không phải tự đi tìm việc nữa, mà bây giờ các doanh nghiệp đã phải đồng hành cùng và có thể làm việc bán thời gian hoặc có thể làm việc trực tiếp. Và phần cuối cùng thì tôi cũng xin phép, quỹ thời gian nó không có nhiều, thì tôi cũng xin phép đề xuất cho khối trung học phổ thông và đặc biệt là khối cơ sở giáo dục ở địa phương mô hình liên quan đến hỗ trợ của hệ sinh thái khởi nghiệp. Thì cũng như một cái vòng tròn trước đây thì chúng ta cũng thấy có tất cả các đồng mối mắt xích, và cố gắng khi chúng ta triển khai cũng như mô hình của trường tôi thì chúng ta hãy triển khai đầy đủ theo các lĩnh vực này. Tuy nhiên có những cái vấn đề, có những cái công đoạn và những thành tố thì chúng ta không thể đòi hỏi quy mô cao được, thì chúng ta cứ có các thành tố chúng ta để mức độ thấp hơn một chút cũng được, không sao, nhưng nên có từng ngày các tiêu chí. Bây giờ chúng ta chưa có nguồn lực con người nhiều thì chúng ta tích hợp các tiêu chí đấy vào một hai cái nguồn lực. Thì những cái gì mà tôi vừa trao đổi với các anh chị thì liên quan đến việc tôi đã liên hệ thực tế rồi. Thế thì đây là cái mô hình trong khối mà tôi cũng rất tâm đắc, không riêng gì trường đại học và đến các anh chị ở cơ sở địa phương. Bao giờ chúng ta cũng đặt cái nhân lực lên là đầu tiên, và nhân lực này thì chúng ta đã thấy tức là phải có yếu tố về, chúng ta bỏ qua cái từ liên quan đến tự nguyện tham gia thứ nữa, mà chúng ta đi thẳng vào cái chuyên môn, đó là phải có các ý tưởng đổi mới sáng tạo, phải hình thành được cuộc chơi, phải hình thành được các hoạt động, và người đó phải truyền được cảm hứng thì chúng ta mới có thể thành công được. Và từ yếu tố con người nội tại của chúng ta thì như chúng tôi đã nói là chúng ta phải có thực mới vượt được đạo, chúng ta phải có cái môi trường về cơ sở vật chất. Vậy ở đây cái vườn ươm cũng là một trong những cái thu hút động lực, đó là để làm sao có một không gian để cho những thành phần nhân lực đó khi vào không gian đó cảm giác vào như một cái mê cung liên quan đến khởi nghiệp, để có thể phát huy được sáng tạo, phát huy được các ý tưởng. Và cái không gian đấy phải đi kèm với cả các công nghệ, đó là các thiết bị. Thế thì đấy là hai cái mà nhà trường phải có một cái thảm đỏ để cho các hoạt động khởi nghiệp được hình thành. Và trên cơ sở đó thì không thể thiếu được cái sự phối kết hợp, đó là cái hợp tác bên trong, nghĩa là vấn đề tất cả các bộ máy, phòng ban, các khoa, các phòng phải có sự đồng thuận với nhau, bắt tay lẫn nhau. Bộ phận mà quản lý học sinh, sinh viên
thì có những cái phối hợp chia sẻ như nào để cùng phối hợp tránh chồng chéo. Tiếp theo là bên ngoài thì chúng ta huy động như thế nào. Thì đây mặc dù tôi tổng hợp đây là sơ đồ hóa mang tính chất là cũng hàn lâm thôi, nhưng xin phép anh chị là quá trình khi trao đổi thì chúng ta cũng đã vận dụng trực tiếp và tôi cũng đã chia sẻ trực tiếp cho các anh chị ở trên. Vì quỹ thời gian các thứ nó không có nhiều, thì trên tinh thần chia sẻ các anh chị với một thời gian như vậy, thì tôi cũng hy vọng với ý kiến này thì cũng là ý kiến chung của các trường cấp 3 cũng như cái khối cơ sở giáo dục đào tạo ở địa phương cần phải đề xuất kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, và đặc biệt đối với các sở giáo dục đào tạo thì chúng ta cần phải có sự đồng bộ của các cấp, phải ủng hộ và đầu tiên là phải đồng thuận tạo điều kiện. Tiếp theo thì cơ quan quản lý trực tiếp các anh chị tùy từng cấp, ví dụ với cấp 3 thì các anh chị là sở giáo dục đào tạo, cấp 2 thì là có thể phòng giáo dục ở cấp huyện, thị, địa phương, thì chúng ta cần phải có vấn đề cái xây dựng kế hoạch phải rất chi tiết để triển khai thiết thực. Thì cái việc này chúng ta mà không có cái kế hoạch cụ thể thì rất khó để chúng ta triển khai, và chúng ta cần phải huy động cái nguồn lực ở tại địa phương, đó là các tổ chức xã hội, để vừa là cái bức tranh hai chiều liên quan quá trình ủng hộ, liên quan đến quá trình tham gia các ý kiến phản biện để cho chúng ta thấy được cái hướng đi của chúng ta đúng hay chưa đúng, hay là chúng ta cần phải tích hợp điều chỉnh bổ sung thêm. Và cuối cùng thì tất cả những nội dung này sẽ được cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận đánh giá, và với góc độ hôm nay chia sẻ ở Bộ Giáo dục Đào tạo và trên các Bộ Giáo dục Đào tạo thì có cơ quan chuyên trách của Thủ tướng, cơ quan chuyên trách của các bộ ngành sẽ đồng thuận hỗ trợ cùng với sự phát triển của Bộ Giáo dục Đào tạo theo đúng đường cái hướng đi mà đề án 165 đang triển khai. Tôi cũng rất được may mắn và bản thân tôi cũng học tập rất nhiều từ thầy Dũng mà khai mạc cái buổi học sáng ngày hôm nay. Bản thân tôi cũng đến học hỏi kinh nghiệm rồi cũng như những cái triển khai hoạt động cho phạm vi một trường, là vì thầy không những triển khai cho mấy trăm trường trên toàn quốc về đại học, học viện mà còn toàn bộ cái hệ thống giáo dục ở địa phương. Thế do vậy đây cũng là một trong những cái chương trình trực tuyến thì có cái lợi thế ở đây, đó là chúng ta lan tỏa cùng một lúc với tất cả các tỉnh thành. Mỗi một tỉnh thành thì đều có những cái thế mạnh, có những cái đặc điểm, có những cái sản phẩm để chúng ta có thể nghiên cứu phát triển thương mại hóa sản phẩm, thì không bằng gì bằng cái vấn đề chúng ta hãy tận dụng những cơ chế chính sách mà của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục đang tạo cho chúng ta sân chơi thông qua đổi mới sáng tạo, để chúng ta có thể phát huy được những cái vấn đề về sản phẩm, kết quả nghiên cứu của địa phương, của khối trường chúng ta. Thì đây cũng là một trong những cơ hội mà tôi nghĩ rằng không dễ gì. Bản thân tôi hôm nay cũng rất vinh dự đại diện cho một trường trong hệ thống của các cơ sở giáo dục đại học để chia sẻ với mô hình mang tính chất của một trường kỹ thuật, nhưng tôi chia sẻ trên tinh thần là hoạt động cộng đồng chung của khối trường cơ sở giáo dục đào tạo của đại học, học viện cũng như các cơ sở nói chung. Thì tôi cũng xin được cảm ơn một lần nữa thay mặt cho cán bộ giảng viên nhà trường, tập thể sư phạm của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và có sự đồng hành kết nối từ anh Đỗ Minh Hùng, chủ tịch hội đồng Lovaidu, để cho tôi có một cơ hội chia sẻ đồng hành với chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như của Lovaidu, tổ chức rất ý nghĩa thiết thực cho các anh chị tham gia công tác nguồn lực chính ở địa phương trong những cái hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và các anh chị, tôi cũng xin phép nếu được thì ban tổ chức có thể chia sẻ cái slide này của tôi đến với tất cả các anh chị, và các anh chị cần các thông tin như tôi đã chia sẻ, các anh chị cần những cái thủ tục tư vấn, tham vấn liên quan đến cả hồ sơ gốc, tôi sẽ gửi các anh chị để các anh chị tham khảo và các anh chị chỉ chuẩn hóa theo thế mạnh của địa phương các anh chị, theo thế mạnh của khối trường các anh chị. Và tôi xin kết thúc cái bài chia sẻ với góc độ là để lan tỏa, và cũng để mong các anh chị cũng tham vấn thêm để cho khối trường đại học nói chung và trường công nghệ giao thông vận tải chúng tôi nói riêng có thể học tập thêm những cái mô hình chia sẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang vinh dự để triển khai xuyên suốt trong nhiều năm trở lại đây. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức.